Bây giờ đó con đường vô trường của tôi đó kinh chưa? Nãy là tôi đi á, cái xe tôi trượt như là con cá lóc nó trượt. Sợ quá rồi, thôi chết rồi, nó có một cái xe ở kia chết rồi, nó đậu như vậy thì làm sao tôi đi? Trời ơi, tôi sợ quá, bạn ơi, tôi sợ quá. Trời ơi, có cái người kia họ còn kéo xe tuyết cho con nữa kìa, dễ sợ chưa? Nhưng mà thôi, không sao. Đó, được chúc cho họ qua rồi tôi cũng qua luôn. Trời đất ơi. Ôi trời ơi, mái trường tôi làm việc cái kìa. Thôi chết rồi, nó ngã màu đen trắng toát. Ôi trời ơi, coi chừng nha, không có được đi xa xa ra cái tránh cái hố này, tôi rớt xuống là chết tới tôi rồi. Bạn bè ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, bây giờ là tôi trường của tôi đây nè, trường của tôi ngập màu tuyết trắng, bây giờ tôi phải quẹo vào cái chỗ gara sờ của tôi đậu. Trời ơi, chắc là các học trò nó không biết cô Thúy đi xe sao nữa rồi. Trời ơi, chết rồi, nguy hiểm quá, đỗ xe ở đây cũng sợ nữa. Chết rồi, nó cũng đầy tuyết luôn, lái xe mà cũng không được nữa rồi nè bạn ơi. Thôi chết rồi, bây giờ sao đây, tôi phải vô cái chỗ đậu của tôi. Trời đất ơi, kinh hoàng quá, bây giờ tôi phải xuống xe vào chỗ đậu của tôi bạn ơi.